bác cô chú anh chị. Tôi đang có mặt ở chỗ nhà chú Linh. Chú Linh, chú rất đam mê cây, địa chỉ 386 Lê Duẩn, phố Lê Duẩn, Hà Nội các bác nhé. Kia, các bác có thể nhìn thấy công viên Thống Nhất bên kia. Công viên Thống Nhất. Đấy, hồ đây. Ở dưới này. Dưới này là mặt đường Lê Duẩn. Dạ thôi chú ạ, chú cháu mình uống trà hay cái gì được, nước lọc được chú ạ. Đấy. Chú Linh rất hay. Mặt đường Lê Duẩn nhá, nhà chú rất đẹp. Dưới này đường tàu. Ở kia là ngã tư gì nhỉ? Giải Phóng. Lê Duẩn Giải Phóng. Trường Bách Khoa, trường Kinh tế. Đấy các bác. Bên này là xã Đàn. Kia xã Đàn, thế này là Đại Cổ Việt. Cái kia xuôi Giải Phóng. Các bác nhé. Đấy, còn phía này là trung tâm thành phố Hà Nội, khách sạn Nico kia. Nico Lê Duẩn, Lê Duẩn Nguyễn Quyền đấy. Rồi các bác. Các bác từ từ hãy đi đến cây các bác nhé, các bác xem. Chú thiết kế và làm sàn để chơi cây rất đẹp. Tất nhiên là cây thì còn sưu tầm dần dần. Về phía sau cũng rất rộng. Cái lô đất nhà chú ở đây là cả hai bên. Bên này cũng là nhà của chú này, nhưng mà cho thuê. Bên này cho thuê. Cả bên phải bên trái đều cho thuê. Cho nên là mà thấp tầng cho nên rất là rộng. Chú chơi cây rất là tuyệt vời. Không có bị che chắn ở mặt nào cả. Phía sau cái mái tôn kia còn hàng trăm mét vuông nữa. Cực kỳ chơi cây tuyệt vời đấy. Hiện tại chú chưa có nhiều cây, nhưng mà cái không gian như này chú đang thiết kế để chơi cây đây. Mới làm sàn gỗ này. Sàn gỗ và giá. Đấy các bác nhìn tầm view, tấm bàn ở bên dưới chú, những cái tầng thiết kế rất hay các bác nhé. Chứ không chỉ riêng là cái sân cây đâu. Chú là một người tôi nghĩ rằng mắt nghệ thuật rất là cao. Còn cây cối thì ta mỗi người chơi một lối. Các bác xem. Bắt đầu nhé. Tí nữa sẽ quay phim có hình ảnh chú Linh cho các bác. Chú anh chị xem và biết nhé, cùng đam mê. Đấy, dàn cây của chú. Chú thì chú thiên về dòng cây nghệ thuật. Cây nghệ thuật có đôi chút gì đấy thích nhỏ nhắn xinh xắn thiên nhiên, hoặc là một chút ôm đá. Cây ôm đá, cây có hoa, cây có hoa quả và lá nhỏ. Ok, bây giờ nhá, bắt đầu đi từ phải đi, từ lối lên đây, lối lên này, lối lên cầu thang đây. Đấy, sàn gỗ làm rất hay. Cầu thang bắt đầu, cái giá chú làm rất chắc chắn, sơn xanh lan can, chung làm rất đẹp. Chú cháu hẹn nhau lâu lắm, hôm nay mới có dịp, tôi có việc ở trên này, tiện ở lên Duẩn tôi vào thăm chú. Cây sam trái, sam trái mini nhưng rất nhiều quả đấy. Quả đấy các bác nhé. Quả luôn đấy, ra quả là ra quả luôn đấy. Sam trái mini. Chú rất là yêu cây. Chú cháu cũng đã từng đi cùng nhau ở chợ Hạnh Phúc rồi. Cây này bé mà nhiều quả quá chú nhỉ. Những người tỉa đi nó nhiều lắm. Dạ. Đấy, quả này. Tháo dây mắt kém, tháo. Anh em trên phố mà nhìn thấy cái mái như thế này thì đẹp phát lắm, đẹp phát lắm. Hồng Ngọc Mai đẹp phát cái vườn của chú lắm. Nó vừa sạch sẽ mà vừa đẹp. Sạch đẹp, đúng nghĩa sạch đẹp, view đẹp. Bên kia mặt hồ, công viên. Quá đẹp. Chú thì có tuổi nhưng mà rất trẻ trung nhá các bác nhé. Hồng Ngọc Mai. Đấy. Tiếp theo cũng là một cây sam, chắc chắn là sam núi rồi, nhưng mà không biết là trái hay là hoa. Hồ nào phố thị như này ban đêm đèn điện lên đẹp lắm các. Hai luồng, hai chiều của cái đường Giải Phóng kia và phía xã Đàn đổ sang, Đại Cổ Việt đổ về, tấp nập.
cây bông chai, bông chai đang cho hoa nụ đây, hình như hồng phấn đấy. Đây, của chú anh chị xem, đây là chú Linh nhé, chú Linh. Đây có một cây mộc hương. Ở dưới chú còn có một cái phòng thiết kế có ban công rất rộng để cây thoải mái, nhưng mà bây giờ có cái này mới, cái này là mới làm xong, có cả ong, ong để uống nước, ong bò vẽ đang uống nước. Đấy, lâu lắm mới nhìn thấy con ong bò vẽ các bạn, thường ở quê thì đấy lắm. Trên này nắng gió, cây đa thả nước trên cái chậu tàu. Có lẽ là tự chú tạo tác đây. Đấy, có một tác phẩm đa này là to hơn cả so với cái dàn cây đấy. Cây thả nước rất sạch, nước rất trong. Đấy, quý cô chú anh chị nhìn thấy chú Linh đây, chú Linh nhá, chú cũng có tốt. Thích cái không gian này quá các bạn, không quá cao tầng, nó chỉ tầng 4, tầng 5 thế thôi, nhưng mà rất đẹp. Đây cũng là sam núi đây, sam núi rất ưu yếu này. Chú rất chăm chút, mỗi cây có một cái đĩa nước đây rồi, yên tâm rồi. Đấy, wow, rêu nhung này các bác, rất mát. Cái si ta chuột thả nước đi đá. Cái chậu này cũng rất là đẹp, chậu cũ rất đẹp. Đấy, si ta chuột. Đấy, có cây mai chứa thủy và hàng bắt đầu bự bự đây, bự bự và thúc lùn đây, núi lùn lực đây, lùn lực và gốc mai chứa thủy đây. Mai chứa thủy à? Đấy, các bác xem rất là nghệ thuật. Cây tàu, chậu tàu, cây sa linh san, đi đá. Hải Châu.
vừa nãy tôi có việc ở cái đường Lê Duẩn này quá, tôi tiện quá tôi vào chú luôn. Đấy, Hải Châu. Tiếp theo một cái bông trang nữa, bông trang. Wow, cà phê Lộc Vừng rất to, cho hợp lên đây. Lộc Vừng, cà phê hoa hồng, dưới của chú. Cái dưới của chú. Già mai chữ thủy siêu mini đẹp, siêu mini lên xa chẳng biết đấy nhé, con nhìn già nhé. Rồi bộ giữa này có cảnh đa đang nuôi vào hòn non bộ này, thả nước có bèo nhìn rất quê hương, đi tay chuột ôm đá. Nói chung là một cái không gian quá lý tưởng, sạch sẽ, mới, đẹp. Wow, cái quất của chú cũng nhiều quả, rất nhiều quả. Rồi đèn này, hệ thống đèn chiếu sáng này, chiếu sáng rất sáng ấy. Ban đêm rất đẹp, ban đêm đây tuyệt vời. Ok đấy, anh em phố mà nhìn thấy mà muốn qua thăm chú thì cho cảm ơn chú, cảm ơn chú. Cả nước mát ngon quá. Rồi cảm ơn chú Linh đã mời tới chơi và anh em được thưởng thức cái không gian rất tuyệt vời này. Rồi chúc mọi người nhiều sức khỏe, may mắn và có duyên gặp nhau các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.